Bộ Chính trị điều động ông Trần Lưu Quang làm trưởng ban kinh tế trung ương. Ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương. Thời điểm được giao nhiệm vụ mới, ông Quang đang là Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 21 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động. Phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế, xã hội. Với việc kiện toàn nhân sự trưởng Ban Kinh tế Trung ương, bộ máy lãnh đạo của đơn vị hiện có 4 người gồm trưởng ban Trần Lưu Quang và 3 phó ban, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Đức Hiển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho hai ông Trần Lưu Quang và Mai Văn Chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự trưởng ban là cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với lĩnh vực công tác quan trọng này. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tân trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, tham gia nhiều khóa trung ương, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Trần Lưu Quang phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế, xã hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng phân công nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Theo ông, đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Tân trưởng Ban Kinh tế Trung ương cam kết sẽ luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Trần Lưu Quang làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, đi lên từ một chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Quang sau đó lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Từ năm 1994 đến năm 2010, ông nắm giữ nhiều vị trí như trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phó ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân rồi bí thư huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Sau gần một nhiệm kỳ giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Trần Lưu Quang trở thành bí thư tỉnh ủy. Đầu năm 2019, ông chuyển công tác về thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhận công việc này trong hơn 2 năm. Hơn 2 năm sau đó, ông giữ chức bí thư thành ủy Hải Phòng, trước khi được Quốc hội khóa 15 phê chuẩn làm phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Vào đầu năm 2023,